mẹ thì những em bé hạnh phúc thường được sinh ra trong những gia đình như thế nào? Liệu có phải là những em bé hạnh phúc thường có bố mẹ thật là giàu có với những chuyến đi du lịch nước ngoài hàng năm, rồi được vui chơi ở những khu Disneyland hay là Wonderland không? Mình nghĩ là cũng có thể, nhưng không nhất thiết phải như thế. Những điều mà những em bé hạnh phúc mơ ước rất là đơn giản. Đó có thể chỉ là những giây phút được trò chuyện cùng với bố mẹ này, được cùng bố mẹ làm bánh, được cùng nấu ăn, được cùng cầm tay bố mẹ nhẩn nha dừng lại ở chỗ nọ chỗ kia trên đường đi học về. Và do đó mình nghĩ những điều khiến các em bé hạnh phúc cũng vô cùng đơn giản. Và đó cũng chính là quan điểm của một cuốn sách mang tên Con mơ điều giản dị mà Mầm Nhỏ hôm nay sẽ muốn giới thiệu với tất cả bố mẹ. Cuốn sách này là tập hợp khoảng 30 bài viết của các bố mẹ và cả các bạn nhỏ nữa gửi về trong chiến dịch We Are Family của báo điện tử family.vn. Chiến dịch này mặc dù đã kết thúc rồi, thế nhưng toàn bộ những bài viết bình dị, nhẹ nhàng nhưng mà thấm đẫm niềm yêu thương và hạnh phúc thì đều được tập hợp trong cuốn sách này. Ngay khi cầm cuốn sách này trên tay và đọc những dòng viết đầu tiên thì mình đảm bảo là tất cả các bạn sẽ nhận ra một điều, đó chính là trong cuốn sách này, toàn bộ không có bất kỳ điều gì là những triết lý cao siêu hay những câu chuyện xa vời, mà đó là những điều rất bình dị mà chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp, có thể nhìn thấy và có thể tạo ra ở bất kỳ gia đình nào, nhưng đều là những giây phút hạnh phúc nhất với con trẻ, là những giây phút sẽ trở thành ký ức, cốt lõi, sẽ đi theo con và đi theo bản thân chúng ta trong suốt cuộc đời. Đó có thể là khi con biết an ủi mẹ, khi mẹ buồn, bằng cách thủ thỉ, mẹ ơi sẽ không sao đâu. Đó có thể là khi con bảo mẫu người chồng lý tưởng của con sẽ phải giống bố. Hay đó là những khi mẹ cứ nhắn tin con về ăn cơm mẹ đợi. Chúng ta có cảm thấy có khi thật là phiền phức và sẵn sàng bỏ những bữa cơm nhà để đi tụ tập bạn bè, nhưng đến khi đứng nhìn các căn hộ khác sáng đèn rộn rã, nhà mình vẫn im lìm, thì vô thức chỉ muốn về nhà với mẹ hay không? Hay đó cũng có thể là khi chúng ta cảm thấy xấu hổ và mệt mỏi khi bố mẹ hỏi quá nhiều câu hỏi, căn dặn quá nhiều điều, nhưng rồi nhận ra mình mới là một người may mắn và mình thực sự là sợ bố mẹ buồn, bố mẹ thiệt thòi vì quá lo lắng và quá yêu thương mình. Và trong hành trình đồng hành cùng các em bé, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy giật mình, ngạc nhiên vì không ngờ con mình đã lớn đến thế, đã biết tinh tế suy nghĩ, thế mà vẫn vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Ví dụ như trong câu chuyện mang một cái tên rất là dí dỏm và đáng yêu, Bố mẹ cầm tay nhau đi ở trang 78 nhé. Ở trong câu chuyện này, một em bé mới 7 tuổi thôi nhưng đủ tinh tế để nhận ra bố mẹ đang giận nhau chỉ vì khi mẹ rửa bát bố không đứng cạnh trêu đùa nữa và yêu cầu bố mẹ hãy nắm tay nhau đi. Và rồi lo lắng bố sẽ không có em bé khác chứ. Hay như trong câu chuyện của ngày 17 có tên là Cả đời mẹ không thể quên, thì một em bé khi đứng trước một cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ đã hỏi một câu hỏi khiến người mẹ cảm thấy thót lòng. Em ấy đã hỏi là đó là quyết định của bố mẹ, còn quyết định của con đâu? Vậy đây, những câu chuyện rất là ngắn, rất đơn giản, rất đời thường ấy sẽ giúp các bố mẹ hiểu thêm về các bạn nhỏ, hiểu thêm về niềm ao ước và tâm lý của các bạn ấy nữa. Và một điều quan trọng nhất mà mình nhận ra thông qua những câu chuyện, những mảnh ghép hết sức giản dị này, đó là đây sẽ là những cơ hội để bố mẹ một lần nữa có thể soi chiếu lại bản thân mình ở trong đó. Mình có gặp những vấn đề như thế hay không? Mình đã dành đủ thời gian và đủ chất lượng cho những việc đó với con không? Cuốn sách nhỏ bé mà bình dị, người thật việc thật này chắc chắn sẽ là một liều vitamin bổ sung cho những căn nhà nhỏ luôn ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Mình nghĩ là với những câu chuyện này thì bố mẹ và các con có thể cùng đọc với nhau trong những ngày cuối tuần ngập nắng, hay những khi bố mẹ cảm thấy chung chênh, chắc chắn sẽ tiếp thêm một nguồn sức mạnh rất lớn cho chúng ta để có thể tiếp tục hành trình đồng hành cùng với con. Sẽ rất là khó nếu bản thân mình phải chọn ra một mẩu chuyện ở trong này mà mình cảm thấy là hay nhất và thú vị nhất, ấm áp nhất. Thế nhưng mà nếu để chọn được một chuyện để có thể đọc thử cho các bố mẹ để thấy được tinh thần chung của cuốn sách này, thì mình sẽ chọn một mẩu chuyện vô cùng dí dỏm và
và đáng yêu sau đây. Đó chính là mẩu chuyện của ngày thứ 8, tên là 3 tờ 1.000. Mấy hôm nhà vắng người, chỉ hai mẹ con nấu nướng với nhau. Thóc phải rửa bát thay cái máy hạnh phúc. Ngoài ra nó còn lau nhà. Một nhát đến tai, hai nhát đến gáy. Để ghi nhận cố gắng chăm chỉ, Thóc được trả lương. Mức lương thế nào thì mình không thể tiết lộ, tránh mang tiếng bóc lột lao động trẻ em. Nhưng đại loại là sau nhiều ngày thì Thóc kiếm được tất cả là 3 tờ 1.000 đồng. Thật là một tài sản. Thóc bèn xin mua một cái ví ra trò để đựng tiền. Thóc suốt từ lúc có cái ví là mình phát điên vì cứ 5 phút lại nhắc. Con đã có hẳn 3.000 đồng. Chiều nay mình về sớm cho nó đi cà phê sách Đông Tây. Lúc trả vé xe, thấy mình đưa 3.000 đồng cho chú bảo vệ. Nó đau khổ nói. Con thấy rất giống 3 tờ tiền của con. Ơ kìa, những tờ 1.000 phải giống như 1.000 chứ. Mình khẳng khái, không phải tiền của Thóc đâu. Mẹ sẽ hỏi ý kiến Thóc nếu đụng đến cái gì của con, chứ mẹ không tự tiện. Nó bèn bảo, rõ là hồi bé mẹ đã được sinh ra trong một gia đình tử tế và được dạy dỗ thật kỹ. Thế cơ mà, nó khen mình có giáo dục với cái giọng như là nó góp công trong việc dạy dỗ mình thật kỹ ấy.